Nó cổ nhá. Ừ, thằng đi. Con ơi, tụi mình qua đây bán. Đây, ra cho mặt này mày đi. Tao bán đi. Em không phải à? Nó cứ qua đồ ăn còn lắm. Từ nào từ chỗ ngã tư cống ngã tư chỗ quán lục đúng không, đi ra là Bình Ninh đúng không, từ đấy đi tính từ cả nhà ngã tư là nhà thứ tư. Ừ,
Cái gì cơ? Em đến cái chỗ nhà nhờ chỗ may rèm Hương Hưng này, chỗ xóm Trung A, chỗ cống đi một đoạn thôi, ra mặt ngoài Ninh một đoạn thôi, chỗ ngã tư ấy. Của đấy thì chỗ quán bà Thụ đi đi ra một đoạn. Bên tay nếu mà đi ra là bên tay phải mà anh đang đối diện. Không. Ngay cả cạnh ngõ xưởng gỗ chỗ nhà Linh, chỗ nhà anh Lượng, đối diện nhà anh Lượng anh đang làm cơ khí đây. Em cứ đi từ đấy ra, đi từ đấy ra xem là chỗ từ quán bà Thụ đi ra mặt ngoài Ninh đúng không? Đây là nhà một, nhà thứ tư từ nào từ chỗ ngã tư cống, ngã tư chỗ quán bà Thụ đúng không? Đi ra mặt ngoài Ninh đúng không? Từ đấy tính tính từ cả cả nhà ngã tư là nhà thứ tư. Mày mày cắt hộ anh một tí này không? Cứ nhận tiếng này cho anh ra nhận cái hàng đấy. Đeo. Đông lắm à? Kìm vậy. Thằng ấy nó trùm ở đấy.
chùm luôn à? Không biết đồ biết nhau rồi. Chắc có. Làm nhân của em. Nhưng mà em thấy không làm nhiều lắm. À, đây này, hắn đang bảo trong Tân Niên có nón đông lắm. Tân Niên trong đây. Nó toàn mua chân bò, cái lại chân lợn về làm vậy. Đây, đây, đây. Cái nhóm đây đây. Đây. Đang cắt rỡ, có đơn hàng cắt phụ cái. Khoai thì khoai, khoai thì khoai thì khoai thì khoai thì khoai thì khoai ngon lắm. Nhưng mà có khi ốc cả con thì nộp lên rồi để làm cái này hay phết. Rán lên. Lấy cái đồ ăn, lấy cái vỏ ăn. Lấy cả vỏ ăn vừa ở trong luôn. Khoai thì khoai ngon lắm. Cứ tính là nghe chặt, cái bấm cái lắm. Có khi là hay chứ. Cho cổ hợp nhá. Ừ, rán đi. Ngon lắm, cực kỳ ngon đấy. Khoai đấy bả lắm. Khoai này chắc vậy à? Đây. Và trong mặt này mấy này? 3 bán em mua thế à? Ngon lắm. Cái quà ngọt lắm. Này, tay không chịu đây này, đúng rồi, nhìn này. Quà nó ngọt lắm. Hay phết, khi hay phết đi. Đúng vậy, thì cái đang ngon nó giỏi ra nhỉ? Ừ. Kiểu cái lỗi nào cũng có đấy. Cái này sạch mà. Mới chưa đọng vào cái gì đâu, cái này chưa đọng vào gì đâu. Chưa lột ăn nữa rồi. Kín bề mặt luôn. Cái này dán kín bề mặt rồi mà. Cái này dán kín bên này. Dạ. Hay phết kêu. Cái cần. Có khi lại thỉnh toàn mới đặt cân ốc phải vừa kêu vừa. Đây. Nhà sản xuất. Đây. Nhà nó mò luôn. Nhà này à? Bà dãy nhà nhà bà nó mò. Không biết bà chợ nó bán bao nhiêu chứ nó bán 20 chứ. Ừ, ngoài chợ nó bán 15, 20. Ừ. 18.
Sơn nát đất ở trong đấy. Tân Yên không ạ? Tân Yên. Tân Yên.